Thì bây giờ nó đang đi học ở bên ấy này. Nó đang đi học ở bên Úc. Thế còn cô Nga này nó Úc. Thế ông Bình là ông có 4 mẹ con. Thế ông Đường này. Ông Đường này. Ông Đường có cô Đường này. Cô Đường ấy. Cô Đường này. Rồi đến là Hòa này. Hòa này có 4 con gì đấy thì có 2 con ở bên vùng. Đúng đấy, đúng rồi. Rồi Thảo này, Quang này, Thư Hương, Thư Hương này đấy. Đây, đây ông Ngân, ông Ngân này. Đấy, ông Ngân thì cũng 6 người con bây giờ lên Mỹ hết rồi. Đúng rồi. Gia đình em biết rồi. Hết rồi, cháu biết tên hết rồi. Đấy. Dân đây là Tiên này, Tuấn này, Vinh Quang, Thanh Tướng. Đấy. Đấy. Thế còn đến cái chỗ này á, ông sếp này. Ok, sếp. Cháu làm cái này cháu để là Hoàng Đinh mà. Đó, thì đây là anh, cái ông sếp này á, tên ông, mình gọi là ông sếp, nhưng mà ông tên là ông Khúc. Khúc. Đấy. Ông sếp, ông ngồi xếp bàn hôm nay. Đấy. Ông cũng giỏi lắm đó. Thế ông tên là ông Khúc, thì đây chỉ có hai bà thôi, có bà bé này. Đấy. Ông Diệm này. Ông Diệm, đúng rồi. Ông Diệm này. Thế bà bé này thì có mấy đứa con đây này. Ba bốn đứa con thì cháu chỉ biết có một ngày thôi. Nhưng mà mấy đứa này cháu cũng biết tên rồi. Cháu có cái tài liệu kia nữa thì cháu về cháu sẽ lại thêm tên vào đó. Chắc cập nhật mà. Thế còn ông Diệm đây á, thì ông cũng có 4 người con, thì cháu biết tên được. Phong lễ này, cổng duyên cái gì đây này. Thế nào mà chưa có, sao cháu về cháu lấy cái cuốn kia ra, cháu đánh vào đây. Đó, tức là về phần ông sếp. Thế ông sếp xong rồi còn súng đấy. Có còn súng đấy. Cái đoàn đang còn đi cái này chưa? Có rồi không? Rồi rồi. Đó rồi bạn. Rồi, rồi. Thế bây giờ gửi sang Mỹ được bạn. Được. Được, bây giờ tốt quá rồi. Được, không cần được làm đấy. Mà sao ông nó không biết cái sử dụng, ông sử dụng rất áo á. Thế bây giờ đây là ông đi ngâm sách cái vào quả sủng này. Đấy, tôi bắt đầu quả sủng này. Năm xanh năm mất của ông có hết rồi này. Và một là mất bị cảnh này. Năm xanh năm mất rồi và hai cái bà sông này. Đúng như tôi lai thì xanh không biết. Xanh không biết, mình nghĩ con rất đẹp. Nhưng mà chết năm 89. Thế thì bây giờ cái dòng mộ chỉ có bà Sơn và Dền thôi. Bà Sơn và Dền này, bà Sơn này. Thì lấy ông Thiết và con của ông Vin ấy. À thế ạ? Là bà Sơn đấy. Thế còn đây bà Dền, bà Dền đấy, bà Dền đây thế bà Dền này thì làm thông gia với bà Hồng đấy. Thế còn có ông chú của ông chú này, bà Hồng và bạn đấy. Bà Sơn mà có 10 người con, cô Huy này, Huy là lớn nhất đây. Quê sinh năm 19 này. Huy là đến Tấn này, đến Thành này, đến Độ này. À, rồi gần đây hả? Bên kia gần này. Bên kia gần này. Đó gần đây. Thế à? Đó sửa xe. Thế à? Huyền này. Huyền này, Hân này. Hân là cái thằng bây giờ nó ở Bồ Tát á. Nó Bồ Tát, nó Bồ Tát gần cháu nó thích cái này lắm. Thế là cháu nó in ra cháu cho nó đấy. Sao gặp nó? Thầy kia nó cưới cũng không biết. Không biết nó, mới đây này. Không biết nó, thì ngồi với ông ấp. Cái điện thôi, có cái điện thế. Thế là ngồi với trường với ông ấp. Thế là nó bảo nó chẳng biết họ hàng là ai. Thế rồi... Nhìn cái ăn cưới mà nó nói. Ăn cưới mà nó còn hành rất. Thế là bây giờ nó bảo xây ra đây, nếu mà muốn biết thì để chú về chú cho một cái thì chú cũng có làm một ít cho bà con, cho nó trời nó xem nó thích lắm. Thế cháu cho nó mua cả cái thứ kia với là mấy cái bản vẽ nữa. Nhưng mà đây lúc chỉ là cái bản vẽ thì họ đinh đi nhá. Đó, đây là về bà Sơn bà Dền này. Đây là đó, đến bà Dền này. Đây là con cháu của bà Sơn đây này, cháu bà Sơn là mình đầy đủ tin tức hết đấy. Tại vì cháu trực tiếp hỏi cái thằng này thì nó hết cái này. Cho nên thì về còn bà Sơn thì cháu, như cháu nội với cháu ngoại của bà Sơn là có hết. Thế là bà Dền đây cũng thế, bà Sơn bà Dền. Còn mấy bà mà... Thế cái này là cháu ứng dụng mà bà Kinh có làm
thì cháu vẽ ở bên ảnh. Cháu vẽ AutoCAD đây này. Cháu vẽ AutoCAD tại vì cháu làm cái kỹ thuật này nó vẽ AutoCAD được. Nhờ cái vẽ này nhanh. Đúng, vẽ trình bày nó mới ra cái đúng rồi, rất tay rất sao nổi. Như bên thế bây giờ đến quân về vài cái là ra mình đó. Đây cái chỗ này quanh này là mấy tịch này. Còn Lý Tịch là tên Đinh Oanh này. Còn vợ ông Lý Tịch là Nguyễn Thị Ngữ này. Đấy. Thế bây giờ ông Lý Tịch thì có một người con. Và cái anh Thập ấy đấy. Anh Tịch ấy. Anh Tịch vợ anh tên Thập ấy. Vợ anh tên Thập là anh em chị em gì với cha tự đó. Đấy. Thế giờ có 4-5 đứa con thì nó dưới quan trung thì cháu phải biết tên cái hai đứa. Rồi mấy đứa này là cháu biết rồi, cháu sẽ tập tịch. Thế rồi còn đây. Thế còn đây bà Phiêu này thì cháu cũng đã có tin tức rồi. Cháu có rồi nhưng mà cháu chưa có nhập vào đây. Bởi vì ở nhà cháu còn một cái gì khác kìa. Bữa nay thì mình biết này, anh em khi cháu mình biết, còn mấy cái kia mình biết. Rồi xong cháu. Thế rồi bây giờ đến cái lời. Đến cái lời như ở đây nói về bà Thành đây. Thì đây chú đây. Thật nha. Chú này.